Đã lâu rồi tôi chọn cách lặng im, mệt không than khổ cũng không kêu nữa. Bởi tôi biết mình phải là chỗ dựa cho chính mình và thương lấy mình thôi. Có nhiều đêm chợt thức giấc nửa vời, tôi lại dỗ mắt ơi thôi hãy ngủ. Mệt thì ngủ, ốm tự mua thuốc chữa, tự mình thương, ta yêu lấy mình thôi. Tôi đã từng đến nơi ấy rất xa và chứng kiến những mảnh đời cùng khổ. 70 tuổi họ vẫn luôn cố gắng, vẫn hàng ngày phải tất bật mưu sinh. Họ vẫn lo cho cuộc sống của mình, không bi lụy mà cũng không yếu đuối. Họ lặng lẽ chuyên cần cho đến tối, không lẽ mình lại thua họ hay sao?